Ai về của lũy cô thôn, nước sông trà khúc sóng dồn lăn tăn. Bao giờ rừng thủ hết gai, sông trà hết nước mới sai lời nguyền. Hẳn cái nắng miền Trung cũng không ngăn được bước chân của người lữ thứ xa phương tìm về với đất tổ nguồn cội. Và rồi trong không gian đó, mời quý vị cùng theo Trường Kha về thăm Quảng Ngãi, đến thăm một trong hai khu di tích cổ xưa rất là quan trọng ở nơi đây, mang nhiều giá trị văn hóa lịch sử cuốn hút, và đặc biệt hơn luôn hiếu kỳ khuyến khách khắp nơi bởi sự thiêng liêng hùng vĩ nhưng không có kém phần nên thơ thanh lịch. Vâng, Trường Kha đang đứng ở trục Bắc trên con đất miền Trung nói chung và Quảng Ngãi nói riêng. Khi nhắc nhớ về nhân sinh quan, ông bà ta có câu bế tắc sinh thần linh, nhưng với Trường Kha đặc biệt quan tâm đến sự chân thành của mỗi tấm lòng con cháu, luôn mong dõi về, hướng về tổ tiên ông bà đã là một điều may mắn trong cuộc sống rồi. Bây giờ Trường Kha mời quý vị theo Trường Kha đến tham quan một cái địa điểm tâm linh bậc nhất của tỉnh Quảng Ngãi, nằm trong cụm di tích Cù Lì Cô Thôn. Vâng, Trường Kha muốn nói đến khu tâm linh núi đá Hòn Vàng, đặc biệt nơi đây còn có khu lăng mộ của con trai thứ biên quan Cần Canh, ông Ngô Lãng Sơn. Quý vị theo Trường Kha nha. Và có điều đặc biệt gì trong khu lăng mộ này? Trường Kha đang đứng trên đỉnh của ngọn núi Hòn Vàng, cụm di tích chung với Cù Lì Cô Thôn, thành phố Quảng Ngãi. Phía sau Trường Kha là lăng mộ của ông Ngô Lãng Sơn. Và bây giờ thì chúng ta cùng tham quan nha. Sam Gong Sun Ping Si Ji U Lan Sam Gong Sun Yi Yi Ba Jiu Ba Nian Zhu Yi Ming Guo San Shi Er Nian Shui Chi Gui Wei Nian Qi Yue Er Shi Shi Ri Zhong Nian Shi Shi Liu Shui U Lan Sam Gong Ji Guan Zhong Guo Fu Jian Shen Zhang Zhou Shi Zhao An Xian Dong Men Se U Lan Sam Gong Shi Jia Zhong Shi Zi Gong You Liu Wei Xiong Di Jie Mei Wu Yin Chuan Gong Wu Liang Bi Gong Zi Mei Liang 1947 Wu Yi Ti Gong 1895-1940 Wu Lan Sam Gong 1898-1943 Wu Si Yi Fu Ren Wu Da Long Gong Wu Lan Sam Gong Shi Wu Guan Xuan Gong Zi Chi Zi Wu Guan Xuan Gong Shi Qin Gen Shi Dang Shi Fu Jian Shen Quan Zhou Guan Yan Wu Gong Si Lang Zhu Yi Xuan Tong 3 Nian 1911 岁次辛亥年元月吉日葬于广义省义行县行善社万春村边福义山母亲方四岁卒于宣统元年1909年岁次己酉年12月吉日葬于广义省义行县行福社安子西村生前吴览三公共有三个儿子吴国户 1928-1947 吴国景 1935-2004 吴国龄 1944-1977 与六个闺女吴世信 1926-1995 吴世煌 1932-2017 吴世荣 1934-2018 吴美信 1934-1947 吴世深1935-2019 吴世贵 1943-1976 这九个孩子是吴览三公以二位夫人所生夏氏夫人卒于岁次丙戌年六月十四日1946年与李氏妹夫人生于岁次丙午年六月二日1906卒于岁次戊申年七月八日1968承蒙家传的姻缘，吴览三公更是一位精通天文、地理、风水、地理师，亦是一位精湛算卦象命家。他本人仍然无法逃过命运的安排。就在一次，他乘搭越南广南省惠安发福港口船回国路上，吴览三公莫疑一个天机日，
据说他本人预先知道大限已到，后来他的子孙居住遍布全国各地，在广义省、义父社、富寿等地以及国外，他们的家庭与事业皆都很有成就，光耀无事祖宗门庭。他的子孙不论居住在哪里，都很会做生意，和睦相邻，帮助老弱贫穷族群，对潦倒穷困者，并以钱财物资协助，处处建设寺庙，广结善缘，做了很多对越南故乡有意义的慈善事业。Ông Ngô Lãng Sơn sinh năm 1898, mất vào năm 32 Trung Hoa Dân Quốc. Ngày 24 tháng 7 năm Quý Mùi 1943, hưởng dương thọ 46 tuổi. Ông sinh tại xã Đông Môn, huyện Chiếu An, thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ông là con trai thứ trong gia đình có các thành viên ông Ngô Ẩn Xuyên, ông Ngô Lương Bích, tựa Ngô Công Mỹ Lương. Mất năm 1947, ông Ngô Ngọc Đề, sinh năm 1895, mất năm 1940. Bà Ngô Thị Nghi, ông Ngô Đại Long. Viên quan Cần Canh, tên thật là Ngô Quảng Thuận, tựa Ngô Công Sĩ Lan, là quan chức tại Tuyền Châu thời bấy giờ. Mất Tuyên Thống 3 năm Tân Hợi 1911, tháng Giêng ngày Cát Nhật, chôn cất tại núi Cánh Dơi, xã Hành Thiện, thôn Vạn Xuân, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Và vợ ông là bà Phan Thị Tuế, mất năm Tuyên Thống Nguyên Niên Kỷ Dậu 1909, tháng 12 ngày Cát Nhật, chôn cất tại thôn An Chỉ Tây, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Sinh thời ông có 3 người con trai, gồm ông Ngô Quốc Hộ, sinh năm 1928, mất năm 1947. Ông Ngô Quốc Cẩm, sinh năm 1935, mất năm 2004. Ông Ngô Quốc Lân, sinh năm 1944, mất năm 1977. Và có 6 người con gái, Ngô Thị Hạnh, sinh năm 1926, mất năm 1995. Ngô Thị Hoàng, sinh năm 1932, mất năm 2017. Ngô Thị Nhung, sinh năm 1934, mất năm 2018. Ngô Mỹ Tính, sinh năm 1934, mất năm 1947. Ngô Thị Sâm, sinh năm 1935, mất năm 2019. Ngô Thị Quế, sinh năm 1943, mất năm 1976. Chính người con này là con riêng của ông với hai bà Hà Thị, mất ngày 14 tháng 6 năm 1946, và bà Lý Thị Em, sinh ngày 2 tháng 6 năm Bính Ngọ 1906, mất ngày 8 tháng 7 năm Mậu Thân 1968. Ông được nhân duyên gia truyền làm thầy tiên tri vận mệnh, thầy địa, thông hiểu sâu thuộc phong thủy, rất giỏi về khoa tử vi, nhưng ông cũng không cải được vận mệnh số cho chính mình. Ông mất vào ngày thiên cơ mà ông đã biết trước trong một lần về nước bằng đường thủy tại cảng Phai Khô, Hội An, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Được dân địa phương chôn cất trên gò đất cao, hiện trạng một bên gò nổi trái và một bên gò phải trước đã ẩn xuống dòng sông, nhìn hướng đối diện chợ cá Thanh Hà. Và sau hai lần di dời, được dân làng khu miếu xóm Phú Hòa, thôn Trung Tây, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam phụng thờ, vì họ nghĩ nhờ các hương linh nằm trên khu đất mà dân làng họ được an khang, mạnh khỏe và quát đạt. Con cháu ông sau này ở Phú Thọ, xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi và khắp nơi trong nước, ngoài nước đều rất là thành công và làm rạng danh dòng họ tộc Ngô. Họ có mặt ở đâu đều làm kinh tế rất là tốt, biết thương yêu chia sẻ cùng lối xóm, người nghèo, người già neo đơn cơ nhỡ, nâng đỡ nhiều mảnh đời và đóng góp tình tài vật lực xây dựng đền chùa khắp nơi, làm nhiều việc từ thiện có lợi cho quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Yeah.
Yeah.